Chiều nay, tại huyện Văn Lâm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm về tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm khóa 20 kiện toàn công tác nhân sự, thông qua 26 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, thu ngân sách 10 tháng đạt 2.000 tỷ đồng, đạt trên 100% dự toán cả năm. Tiếp tục là địa phương có mức đóng góp cao cho ngân sách của tỉnh. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm như khu đô thị Đại An, khu nhà ở, dịch vụ đô thị Như Quỳnh, cụm công nghiệp Minh Khai được đẩy mạnh. Huyện đã có nhiều giải pháp để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, gần đây dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang được kiểm soát tốt. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đánh giá thời gian qua, huyện Văn Lâm thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiều nhiệm vụ, nổi bật là công tác phòng chống dịch, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án lớn, tinh giản bộ máy, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhận định trước mắt và thời gian tới, khó khăn thách thức lớn nhất là tình hình dịch COVID-19, nên huyện Văn Lâm cần tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Huyện cần rà soát lại các nội dung, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2021. Tổ chức tốt kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện để quyết sách các vấn đề lớn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng, kiên định thực hiện chính sách của nhà nước. Trong công tác lập quy hoạch cần rà soát, xác định lại mục tiêu phát triển của huyện, tránh tình trạng không đồng bộ, sôi đỗ, manh mún. Trước đó, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đi kiểm tra động viên, tặng quà tại khu cách ly tập trung của xã Đình Dù, tại trường trung học cơ sở xã. Đây là địa phương đang có 22 trường hợp F0 và hàng trăm F1. Đồng chí Trần Quốc Toản yêu cầu huyện Văn Lâm và xã Đình Dù triển khai quyết liệt các biện pháp để sớm ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh trên địa bàn. Ban điều hành khu cách ly phải đảm bảo nghiêm ngặt quy trình hoạt động, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Các địa phương phải chủ động biện pháp phòng chống dịch của cấp mình theo tinh thần thôn lo cho thôn, xã lo cho xã. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng 2.500 khẩu trang, một thùng nước sát khuẩn và 10 triệu đồng cho ban điều hành khu cách ly tập trung của xã Đình Dù.